Giá rẻ sắp ra mắt vẫn có những tính năng cao cấp. Theo chứng nhận 3C tại Trung Quốc, Galaxy S11e là mẫu smartphone có giá rẻ hơn loạt Galaxy S11 sắp ra mắt sẽ vẫn có các tính năng 5G và sạc nhanh 25W. Đây là những tính năng vốn chỉ có ở các model cao cấp. S10e ra mắt năm nay cũng chỉ hỗ trợ sạc 15W mà thôi. Các mẫu Galaxy S11 khác cũng sẽ chỉ có sạc 25W. Điều này đồng nghĩa với việc để sở hữu smartphone cao cấp của Samsung hỗ trợ sạc nhanh 45W, thì Galaxy Note 10+, là lựa chọn duy nhất ngoài ra theo các hình ảnh render gần đây Galaxy S11E cũng sẽ được trang bị camera sau với bốn ống kính mới đây thông tin dò dỉ mới nhất về mẫu Galaxy S11+ cho biết flagship sắp ra mắt của Samsung sẽ sở hữu viên pin khủng dung lượng 5.000 mah viên pin dung lượng cao nhằm hỗ trợ cho các tính năng cao cấp mới trên S11+.